phát hiện vườn mai khá đẹp tại xã Phương Trà, thành phố Cao Lãnh. Giới thiệu đến quý anh em, vườn này nhà vườn đã cần thanh lý nha nè. Tổng cộng là 350 cây, giá cực kỳ tốt luôn anh em ơi. Có tầm khoảng 1 triệu một cây anh em. Hoành từ 20 hoành tới 60 hoành nha anh em. Đây, toàn bộ nè. Trong video này mình sẽ quay tổng thể hết cái vườn luôn. Vườn sau này quay vậy nha anh em. Thực tế vậy, cho anh em nào có nhu cầu thực sự mua bán đó, có thể mình tới trực tiếp vườn mình xem rồi mình chốt nha anh em. Từ 20 đến 60 hoành. Giá 1 triệu một cây anh em ơi. 350 cây. Giá 350 triệu. Thấy bộ tàn thấy ưng liền nè. Cây nào cũng đẹp hết. Cái này khúc trên vậy nè. Xíu nó đi dài ra sau luôn. Quay hết cái vườn luôn. Tàn nè. Tàn thiên nhiên có. Rồi bonsai cũng có nè. Lỡ lỡ ra. Cái tàn như là miếng tàn dù nè. Một cốt đi lên. Luôn là luôn mày đế nha nè. Có đế luôn. Tàn nào mấy như cái đống gơm vậy nè. Mình sẽ quay video này quay luôn tuần luôn nè, không có cắt luôn. Quay ngẫu nhiên hết cho anh em tham khảo cho nó dễ. Mua bán tới vườn xem trực tiếp để mình coi cây cho nó ok như nè. Cái này chốt thành công thì nhà vườn cho anh em gửi luôn. Gửi gần Tết đó, khi nào anh em bứng nó alo. Thì dài phía sau mà. Số lượng là nó hơn 350 cây nha, nó tầm khoảng 400 cây có hơn luôn nè. Nhưng mà vườn nhà vườn chốt với anh em là 350 cây thôi. Tại có khi những cây nhỏ nhỏ đó không tính vô nè. Mai đế nha anh em, lưu ý nha. Tài. Tao lấy sung cực kỳ sung luôn. Quá trời những cây tàn đẹp vậy nè. Dài dài ra sao còn nhiều cây đẹp vậy nữa nè. Lớn lắm. 1 triệu một cây anh em ơi. Mà tính ra nó hơn 350 cây là nó không tới 1 triệu nữa nè. Tiền nào của nấy nha nè. Rồi phía sau luôn. Này do số lượng nó cây nó quá nhiều quá. Mình sẽ quay gảo cái vườn xương xương cho anh em xem anh em biết địa chỉ thôi. Với cái số lượng cây nhiêu đó. Rồi anh em tới trực tiếp vườn em anh em tham quan rồi anh em chốt cho nó dễ nha. Chứ cái này quay chi tiết từ cây nó lâu lắm nè, mất thời gian lắm. Anh em xem cũng không nổi nữa. Mấy cái này hơn 30 hoành không nè. Toàn bộ là tàn không hết. Tàn không một cốt. Anh em nào mua bán Tết cũng ok nữa nè. Mặt bông thì ok, dảo. Phía sau nè. Hết hồng cái bông luôn. Giá quá tốt rồi em ơi. Có nhiều cây bông thơm, cực kỳ thơm luôn nè. Ông đậu rồi. Sáng ngày ông buồn rồi. Dài dài ra sao nè. Mình sẽ quay gạo hết vườn luôn nha. Anh em nào quan tâm thì mình nán theo dõi video. Giá solo anh em ơi, có 1 triệu 1 cây à. Cái cây hoành lớn vậy là cũng nhiều, kiếm số lượng nhiều nè. Cây to đó 50-60 hoành, 40 hoành. Những cây nhỏ nhỏ là vậy anh em ơi. Đi dài ra sao luôn.
tàn như nấm gơm. Ở đây nhà vườn nó có hai khu như nè, anh bán khu phía bên đây, bên đây không có bán như nè, từ ngoài cổng luôn nè, để anh quay cho anh em phân biệt cho nó dễ nè, dài luôn nè, đây bắt đầu từ đây nè, đây thẳng anh chở anh phía đây là không bán nè, đây mai nhỏ anh không có bán phía bên đây nguyên luôn, đây luôn đây là 350 cây, hơn 350 mà tính em 350 nha, nhắc lại cho anh em giá solo là 1 triệu một cây nè, 350 triệu nha, chốt thành công anh cho anh em gửi tới gần Tết anh em bứng. Cái này giá bán tại vườn nha anh em, không có bứng hay gì hết nha. Ở đây vị trí vườn thì cũng dễ vận chuyển anh em chốt thành công đó, dễ vận chuyển ra ngoài lắm. Còn anh em ở xa thì vườn có thể hỗ trợ công, tiêu công cho anh em. Nhắc lại anh em nha, phía đây là không có nè. Đây mai nhỏ anh chưa có vô luôn nha. Còn cổng vô đây, đây thẳng ở đây là sao, tới hết khu vườn luôn. Phía đây hơn 350 cây. Bổ đồng 1 triệu cây nè em ơi. Có trừ hao cho anh em những cây nhỏ nè. Nhỏ lớn hơn thì anh không tính vô nha. Rồi anh em nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với nhà vườn như nè, số thoại ngay phần tiêu đề video để mình biết chi tiết thêm. Rồi mình chốt anh em ơi. Nó tầm khoảng cả chục mười mấy cây bự vậy nè. Có 350 mấy cây này cũng thấy là ok hết trơn đó nè, toàn đẹp vậy nè.